nay cửa hàng Nông Nguyên Cơ Nguyễn Châu có về một con máy Yanma NS40C-G là sạc đạn nha anh em. Nay em bệnh quá, tiếng hơi ho anh em thông cảm nha. Đây em sẽ review cho anh em xem. Đây, anh em có thể thấy những cái chi tiết của nó còn rất là mới nha anh em. Đây nè, ốc át rồi nè, que rồi nè, anh em thấy không, còn rất là mới luôn. Dầu kết nước, con này nó xài kết nước nha anh em. Này nó giống như mấy Yanma L40-50 vậy, nhưng mà nó, cái này nó xài kết nước. Đó, anh em thấy cái lượt dầu của nó không, mới tinh luôn. Đây nè, cho nên nó có đóng chữ Yanma nè anh em thấy không. Đó, cái này mà nó mà không đóng chữ Yanma ở đây là mấy anh em nó được lô lắm, mới quá mới luôn. Nè, thông số kỹ thuật nè, NS40 4BF 2000 tua Yanma. Đó, anh em có thể thấy cái độ mới của nó nè, để view ra xa xa nè, anh em thấy không? Đó, quá mới luôn, tuyệt đỉnh luôn. Đó, anh em thấy không? Con này mới còn mấy 80-90%. Con này nó nằm ở trên cái máy phát điện á anh em. Đây nè, nó còn cái buli phát điện nè. Nó nằm trên cái máy phát điện 2 kg. Bởi vì mấy cái dòng mà trên máy phát điện mà nó rớt xuống rồi thường con nào lấy đẹp lắm anh em. Đây nè, NS40C-G bô nè anh em thấy không, trắng bóc luôn, cũng phếu luôn. Đây nè, mấy con này bên đó nó ít xài lắm anh em. 80091 đó, anh em có thể thấy không, còn rất là mới luôn. Bánh chớn nè, bu ly rồi nè, những chi tiết của nó là nói lên con máy đẹp anh em thấy không, cò đâu còn bóng láng luôn. Đó, mấy anh em có cần thì cứ liên hệ với ông chủ của em 0972547272. Ông chủ em ship cho con này về mấy anh em xài. Mấy con này mà mấy anh em mà gác lên mấy cái xe lu mà chạy xăng á, mấy anh em gác con này lên là phải nói tuyệt vời luôn. Xe lu có trộn bê tông nè, còn nếu mà anh em nào có điều kiện mà chơi lên cái spray nữa ha, ôi sao nhức nách. Đây để em test nổ cho mấy anh em nghe. Tí tí, quay quay dùm nó tí. Nắng quá, đã bệnh rồi còn giăng nắng nữa. Đó, mấy anh em thấy hay thì cho em một like chia sẻ nha anh em. Rất nhẹ nhàng. Không còn gì chi vào khán bài cái, không có biến đổi luôn, quá dữ luôn. Cỡ ga cỡ này là anh em xịt thuốc thì anh em nghĩ đi, một ngày nó tốn bao nhiêu dầu. Nếu mà cái ga này mà xịt thuốc hả, ngày thì cao lắm lít 2 lít dầu rồi anh em. Mấy cái đời này nó siêu tiết kiệm, rất là dầu anh em thấy không. Cái này là nó là cốt hụt là anh em, nó đời bạc cạn là nó cốt hụt nè, còn đời 3G là nó cốt nó lòi ra. Các bạn nhớ nè anh em thấy không, anh em thấy nổ không, quá dễ thương luôn. Này mà cỡ như là 50-60 là chạy không bao giờ qua được nó, tại vì nó có cái bánh chớn đây nè anh em. Nó tuy 4 ngựa thôi chứ mà 50-60 là chạy không qua nó đâu anh em. Rồi, mấy anh em thấy hay thì cho em một like, một chia sẻ nha. Nhớ subscribe kênh em để theo dõi những video mới nhất nha. Anh em đăng ký thì nhớ nhấn chuông, nhấn chuông để nó thông báo cho anh em những video mới nhất á. Rồi để em sau khi cái tấm này lại em làm cái hình nền chứ. Rồi xin chào tạm biệt mấy anh em nha, chúc anh em buổi trưa vui vẻ, xin chào.